này thiện hiện đại bồ tát ấy tu hành bố thí ba la mật đa học đạo bồ đề như thế tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa học đạo bồ đề như thế an trụ pháp không nội học đạo bồ đề như thế an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học đạo bồ đề như thế. An trụ chân như, học đạo bồ đề như thế, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng nổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, học đạo bồ đề như thế. Tu hành bốn niệm trụ, học đạo Bồ đề như thế, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, học đạo Bồ đề như thế, an trụ thánh đế khổ, học đạo Bồ đề như thế, an trụ thánh đế tập diệt đạo, học đạo Bồ đề như thế, tu hành sơ thiền, học đạo Bồ đề như thế, tu hành đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, học đạo Bồ đề như thế. Tu hành từ vô lượng học đạo Bồ đà như thế. Tu hành bi hỷ xả vô lượng học đạo bổ đà như thế. Tu hành định không vô biên xứ học đạo bổ đà như thế. Tu hành định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ học đạo bồ đề như thế tu hành tám giải thoát học đạo bồ đề như thế tu hành tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ học đạo bồ đề như thế tu hành tất cả pháp môn tam ma địa học đạo bồ đề như thế tu hành tất cả pháp môn đà la ni học đạo bồ đề như thế tu hành pháp môn giải thoát không, học đạo bồ đà như thế, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, học đạo bồ đề như thế, tu hành năm loại mắt, học đạo bổ đà như thế, tu hành sáu phép thần thông, học đạo bồ đà như thế. Tu hành 10 lực Phật, học đạo Bồ Đề như thế, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, học đạo bồ đề như thế tu hành đại từ học đạo bồ đề như thế tu hành đại bi đại hỷ đại xả học đạo bồ đề như thế tu hành pháp không quên mất học đạo bồ đề như thế tu hành tánh luôn luôn xả học đạo bồ đề như thế tu hành trí nhất thiết học đạo bồ đề như thế tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng học đạo bồ đề như thế cho đến lúc chưa chứng đắc mười lực của như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì đều gọi là học đạo bồ đề chưa được viên mãn. Đối với đạo bồ đề đã được viên mãn, thì đối với tất cả ba la mật cũng đã viên mãn, vì đã viên mãn ba la mật đa. Nên do trong một sát na tương ưng với diệu trí chứng đắc trí nhất thiết tướng của Như Lai.